Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay là ngày mùng 10, ngày thần tài. Thì theo như thường lệ thì công ty CDC sẽ tiến hành khai trương năm mới và bắt đầu một năm mới để một cái năm làm ăn phát tài phát lộc và ngày càng thịnh vượng. Thì hôm nay chúng tôi khai trương lại và bắt đầu tiến hành lại, và đặc biệt là có khai trương thêm cái sàn showroom, một cái sàn gỗ nhựa ngoài trời và gỗ nhựa trong nhà. Đặc biệt là hiện tại là cái gỗ nhựa ngoài trời và gỗ nhựa trong nhà là những cái sản phẩm vật liệu để thay thế cho những cái công trình hiện tại bây giờ là một thời. Thì sau đây tôi xin sẽ giới thiệu thêm về cái sản phẩm gỗ nhựa trong nhà và gỗ nhựa ngoài trời. Thì đặc biệt với tính năng là chịu nước, chịu nhiệt và nó không cong vênh theo thời gian. Thì hiện tại là vật liệu ngoài gỗ nhựa được sử dụng rất là rộng rãi và được ứng dụng trong ngành kiến trúc và nội thất rất là nhiều. Thì sau đây thì xin chia sẻ thêm những cái sản phẩm về gỗ nhựa trong nhà và gỗ nhựa ngoài trời. Thì như các anh chị thấy, đây là hàng gỗ nhựa ngoài trời để dùng cho ốp trần này. Ốp trần, và hiện tại là bên Việt thì đang làm luôn cả cái bảng hiệu đây. Nó là một cái giải pháp để thay thế cái hàng tôn quốc trong cái thời điểm hiện tại. Thì nó giải quyết được cái vấn đề là không cong vênh, không bị phai màu, do cái màu gỗ nhựa là cái màu này luôn, và đặc biệt nó có bốn màu. Màu hút, màu hút là màu này là màu cổ này, và cái màu thứ hai là màu cà phê, và thứ ba là cái màu đen black và màu nâu đỏ. Bây giờ hiện tại thì đang làm đây. Đây là và cái mâm cúng ngày khai trương. Thì các lãnh đạo đi đang tiến hành lễ cúng khai trương, và bắt đầu chúng ta đi vào phần trong nhà. Thì trong nhà thì bao gồm các cái sản phẩm như sau. Thì đây là cái phần ốp vách này, ốp vách phẳng. Ốp vách thì nó có hai dạng, là dạng lam sống và dạng phẳng. Thì cái dạng thì đây là dạng phẳng. Dạng phẳng thì nó có ba loại vân, là vân gỗ, vân giấy dán tường và các loại vân đá. Thì đây là một cái showroom bên Việt đã làm xong. Thì trước đây những cái tường nó rất là dơ và nhìn nó rất là xấu, và cái hiện tại là cái sản phẩm mà ốp vách là một cái giải pháp để thay thế cho những cái tường bị bong tróc, móc meo rồi ẩm mốc. Đây là dạng ốp phẳng, nó có những cái màu như là màu gỗ nè, rồi và bên đây là màu vân giấy và vân đá. Cái này là hàng nano, tấm ốp nano, trên thị trường gọi là tấm ốp nano. Cái này là hàng chìm nước nha tất cả các anh chị. Và cái phần thứ hai là cái phần ốp, là tấm ốp tường lam sống. Lam sống thì nó có ba dạng, sống lớn nè, sống nhỏ. Thì hiện tại thì bên CRC đang làm cái backdrop của CRC, nó bao gồm tất cả những đây là một cái backdrop, và bên CRC một cái giải pháp ốp tường để làm cái backdrop. Về phần chi tiết hơn thì mình sẽ có những cái video cụ thể hơn để đi vào cái phần chi tiết. Và các anh chị thấy đây là một cái tường hiện trạng so với trước đây khi mà mình chưa sử dụng cái tấm ốp.
thì cái tường nó rất là xấu. Và các anh chị có thấy không ạ? Là cái tường thì nó bị bong tróc lên rồi, thậm chí là lòi sắt và cả sắt và vữa ra luôn, và cái cột nó cũng không có thẳng nữa. Nhưng mà khi sử dụng cái tấm ốp nano và tấm ốp nam sóng lên thì nhìn rất là long lanh, như các anh chị cái hình cái video lúc trước các anh chị vừa xem. Thì đây là cái hiện trạng mà cái phần hiện trạng trước đây đã làm. Thì những cái phần cột á thì nó có một cái giải pháp là cái tấm ốp nano uốn cong theo được hình theo cái cột luôn, và vì sẽ có những cái video tiếp theo để hướng dẫn chi tiết các anh chị thi công cái tấm ốp nó như thế nào. Trong cái phần này thì đã quay lại cái hiện trạng, cái phần tường nó để nó xấu xí trước đây như thế nào, và sau khi mình xử lý cái phần tường thì nó sẽ đẹp như thế nào bằng những cái tấm ốp. Và chúng ta cùng tiếp tục xem video hoàn thiện nha. Và đây là cái hình ảnh mà sau khi chúng ta đã thi công tấm ốp và sàn hoàn thiện, các anh chị thấy so với cái hình ảnh ban đầu và cái showroom ban đầu nó khác biệt rất là lớn đúng không ạ? Và sau đây thì chúng ta đi vào cái phần chi tiết hơn đối với cái từng sản phẩm. À, đây là cái tấm ốp ốp tấm ốp này là năm sóng cao đó. Thì cái khổ của nó là dài dài 3 mét và rộng là 200. Đây là hai cái phần trưng bày về trong nhà và ngoài trời. Đây là những cái sản phẩm ngoài trời nha tất cả các anh chị. Nó có rất là nhiều cái sản phẩm mà và khác nhau. Thì có dành cho ốp tầng, ốp tường, sàn. Đây là phần sàn nè. Sàn thì nó có rất là nhiều loại, lỗ tròn. Sàn này sàn chân vạc nè, để dành cho ban công, lỗ vuông. Rồi cái loại sàn đặt nữa, sàn đặt này. Đặt này, đây là sàn đặt luôn. Cái này nó chất lượng lắm nha anh chị. Đấy là phần về phần ngoài trời đó. Thì bên đây là phần trong nhà. Đây là phần trong nhà. Đấy, phần trong nhà. Thì nó có tấm ốp phẳng, tấm ốp lam sóng. Rồi phào chỉ. Đây. Đây là tấm ốp, tấm vân đá này, tấm PVC vân đá. Và đặc biệt là hiện tại nó có một cái giải pháp rất là hay để dành cho cái cầu thang. Đây là cái phần cầu thang bằng sàn gỗ nhựa này. Đấy, đây là cái sàn cầu thang bằng gỗ nhựa. Đây là cái phòng làm việc của bên của Việt. Đây là đó một vách làm cái backdrop. Đây. Đó. Cái này là để TikTok với lại YouTube màn xanh. Nhưng mà chưa bao giờ làm. Đấy. Nhìn xuống. Thì hôm nay là ngày mùng 10, ngày thần tài, thì bên CLC thì nhân dịp khai trương luôn cái showroom gỗ nhựa ngoài trời. Cho nên là thì chỉ quay tổng quan cho tất cả các anh chị xem về những cái sản phẩm nó có cái gì thôi. Và những cái clip sau á, thì sẽ đi chi tiết từng cái sản phẩm và từng cái ứng dụng và nó tuyệt vời như thế nào. Thì tất cả các anh chị có tìm hiểu thêm về sản phẩm thì xin ghé 754 Lê Hồng Phong để uống trà miễn phí và được tư vấn về giải pháp về sản phẩm. Tiết lộ cho anh chị biết là cái giá sản phẩm này thì nó rẻ hơn là cái gỗ MDF nhưng mà nó bền hơn nha tất cả các anh chị. Và hẹn tất cả các anh chị vào những cái clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.